cũng báo cáo với các anh rằng ban đầu thì cũng sợ đấy. Sau khi một loạt pháo là nó bắn rồi, sau đó mình cảm thấy nó cũng trở lại bình thường rồi. Xin chào em. Vâng, chào chị ạ. Xin cảm ơn em đã tham gia chương trình với những câu chuyện của mình. Sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Xuân Trường, cựu chiến binh của đại đội 4, tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Từ lâu thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là ở một cái nơi mà sông, mà liền vào một cái thành phố, bên ta và bên bạn chỉ tiếp giáp nhau bằng những cây cầu rất là ngắn, nhỏ và giản dị, những cây cầu khiêm nhường. Tôi nghĩ rằng là khi tiếng súng vang lên thì toàn bộ thành phố Lào Cai lập tức là rơi vào tay địch. Vâng, nhưng mà khi mà đến đây rồi nghe câu chuyện thì tôi mới biết rằng là một cuộc chiến ở vùng biên đã diễn ra, và một trong những cây súng ấy, tiếng súng ấy, con người ấy chính là các bạn, những thanh niên Lào Cai. Và tôi rất là muốn được nghe câu chuyện của các bạn. Báo cáo với chị là năm 78 thì tôi được vinh dự là đi nhập ngũ. Tiếng gọi thì liền của Tổ quốc thì cũng như là mảnh đất quê hương Lào Cai. Tôi là sinh ra và lớn lên ở đây. Thế thì tháng 8 năm 78 thì tôi được vinh dự được nhập ngũ, thì biên chế vào đại đội 4, tiểu đoàn 5 Kiên Cường của thị xã Lào Cai. Thế thì chúng tôi nhập ngũ được huấn luyện 6 tháng thì xảy ra chiến sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu mà nói và xảy ra chiến sự thì thật ra là bản thân tôi cũng như nhiều đồng chí khác là cũng bất ngờ. Vì tôi sinh ra là nó nên bất ngờ cái là không biết là lại nổ ra sớm như vậy. Chứ còn trước đấy thì cũng có chiến dịch, chứ rất là tị nạn người Hoa đưa ra đưa về. Cứ mình đẩy sang bên kia thì họ lại đẩy sang bên này. Cái sông Đồng Thi vì tôi ở nhà tôi ở Cốc Nếu, cho nên là qua cầu Cốc Nếu sang bên kia là đến phố Tèo, đến đấy là thường ngày này. Chúng tôi còn lên sát cái ngã ba sông đấy để tắm. Thường buổi chiều hè 4-5 giờ là đạp xe đạp ra đấy, xong là nhảy xuống cái ngã ba tắm. Thế còn mình tắm bên này, còn Trung Quốc tắm bên kia. Nhiều khi thì mình lại cứ bơi cả sang bên đấy trêu nghịch đùa xong lại về. Thì lúc xảy ra thì đâm ra là cũng ngỡ ngàng đấy. Thì tôi nhớ giờ cái hôm xảy ra thì tầm vào 2-3 giờ sáng, hôm nó trời nó mưa. Chúng tôi đang ở trong hầm kèo này, ướt át, nhấp nháp, nước nó chảy vào hầm kèo, hầm chữ A đấy. Gọi hầm chữ A hầm kèo cũng được. Thì là bộ đội thì ai cũng biết được cái hầm đấy. Thế thì vào nó ướt át, 2-3 giờ sáng, tôi nhớ là tầm khoảng 2-3 giờ, không có đồng hồ. Nhưng mà ca gác của tôi hôm là vào khoảng 4-5 giờ là hết. Nhưng mà tầm 2-3 giờ sáng thì tôi thấy tiếng xe tăng đấy. Lúc giờ chưa biết là xe tăng. Vâng. Nghĩ là xe Zinkho của Liên Xô, lúc giờ có cái Zinkho của Liên Xô hay sang Việt Nam. Vâng. Chạy tức là kéo vật liệu hoặc là pháo các thứ lên pháo đài. Vì tôi đóng đằng sau pháo đài, cái đại đội 4 của tôi đằng sau pháo đài. Pháo đài là C1, thế tôi C4. Đại đội 4 của tôi là cái đại đội hỏa lực, tức là cối 82, thì pháo mặt đất. Thì để tôi nghe thấy cái tiếng như thế thì tôi cứ đầu tiên thì cứ nằm tỉnh dậy, thì nghĩ là chắc vào sau hôm nay là sao xe chạy nóng thế này. Cho đến khi là bắt đầu nhận được tin, tức là Trung Quốc nó bắn pháo sang. Bắn pháo sang thì lúc bây giờ mới ngỡ ngàng là Trung Quốc đánh. Trung Quốc đánh. Bắn pháo thì bọn tôi đóng ở ngay sát cái bên dưới cái chân dốc số 1, trên quả đồi nương dứa với nương chè của hợp tác xã. Đấy thì cũng bắn pháo qua đầu qua hết. Thế bây giờ mới ngỡ ngàng, thật ra là lúc giờ trong cái tâm trạng tôi là không hề sợ hãi gì cả. Nên lại thế mà nó ngỡ ngàng, nó bồi hồi. Xong là khi pháo Trung Quốc bắn sang cứ toàn qua đầu, rít qua đầu, lúc bây giờ tôi cũng chẳng biết là pháo gì. Về sau các chỉ huy của chúng tôi thì nói tức là DKZ-75. Khi nó bắn qua một cái thì nó rít, một tiếng rít rất là ghê sợ. Thế mà bắt đầu nó qua đầu, qua rớt chúng tôi thì nó phi sang bên dưới, xuống ga phố mới này, xuống cái chạy gà này. Cách đấy độ khoảng, chạy gà là cách độ khoảng gần 10 cây, 6-7 cây. Thế còn phố mới thì ngay đây rồi. Thế thì tôi đứng ở trên chốt thì bây giờ tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng, bảo nghĩ rằng cái thị xã của mình là bị pháo kích bắn này,
mấy gia đình nhà mình bây giờ đi đâu, đi như nào, có chạy được không? Đấy, thì nghĩ thế, còn tôi lại không hề sợ. Cho đến lúc khi đồng chí đại đội phó, lúc là đồng chí Hoàng Ngọc Sương phụ trách về chỉ huy trực tiếp chúng tôi, thì nó nói là: anh Trường, anh là người nào cai, anh phải xác định đâu là cầu Cung Nếu để cho cối bắn sang chặn quân địch. Vì theo cái thông tin, tức là Trung Quốc đã bắc một cái cầu phao chỗ Gốc Ngót, là bây giờ chỗ bến chúng tôi là dân dã hay thường gọi Gốc Ngót, tức là cái mố cầu cũ đó, là bắc sang đấy, xong rồi xe tăng đi sang đấy và đi sang cầu Cung Nếu, vượt từ cầu Cung Nếu sang Lào Cai. Thì đồng chí Sương bảo: anh xác định đâu, anh là người Lào Cai, anh xác định đâu là cầu Cung Nếu để cho cối bắn chặn không quân Trung Quốc từ bên kia tiến sang. Thế tôi lúc giờ còn mờ sáng, là khoảng 5 giờ mà mờ, tôi đứng lúc giờ tháng 2 nó còn sương mới rét, tôi đứng ở trên cái chốt nhìn xuống, thì tôi xác định một lúc, thì tôi chỉ cho anh Sương bảo: báo cáo anh ở đây. Thì là bắt đầu quay súng cối bắn sang đấy. Cái cối của chúng tôi thì cối mặt đất thôi, nó chỉ có hơn 3.000 mét một tí thôi. Thế nó bắn sang đấy thì tọa độ lúc bây giờ thì nó thật ra là mình chỉ nhằm vào cái hướng mục tiêu của bên đối phương thôi, chứ mình lại không có cái tọa độ kích thước của cái cầu Cung Nếu mà mấy cái chốt của mình là bao nhiêu cả. Mới bắn pháo này thì nó lại phải có, phải thường là mình có mục tiêu trước này, hoặc có trinh sát pháo binh này, bắn xong rồi mình báo về mình tọa độ mình chính xác được. Đấy, vì mình không nhìn thấy che khuất cái pháo như thế, không phải bắn thẳng. Thế nhưng mà ngược lại bên Trung Quốc thì nếu bình thường hàng ngày chúng tôi đi tắm, đi chơi, đi qua sông Lậm Thi lấy củi treo sông về, thì bên thấy họ rất là bình thường các thứ. Nhưng khi xảy ra chiến sự thì toàn bộ hệ thống châu mai với pháo của họ ở phía bên trên, họ bắn ngoài hết. Thấy toàn bộ trên cái dạng tre với lại đồi máy nước, mọi khi rất là yên bình, thế mà toàn pháo với lại súng họ bắn xuống. Thế mà đơn vị chúng tôi cũng được lệnh, tức là bắn lên, cũng được lệnh bắn sang bên đấy. Thế nhưng mà pháo của mình lúc giờ đã cả cái tiểu đoàn, có mỗi đại đội tôn là có mấy khẩu cối 82 thôi, có 3.000 mấy mét thôi, chưa được xa bao nhiêu. Bắn xong bắt đầu tôi còn đưa ống nhòm nhìn, thật ra là lính Trung Quốc họ đứng như kia, họ không hề sợ thế nào. Họ biết đạn, họ mình biết với đạn mình không với tới, chỉ bắn đến lưng thôi. Cùng bắn hết vào cái đồi, toàn vào lưng đồi cao su của họ. Thế xong là vào cả những cái trại chăn nuôi của họ, lợn gà chạy toán loạn kêu ầm ĩ, xong cháy cả rừng cao su. Vì cối của tôi thì chúng cối là khi mỗi khẩu đội là khoảng 500 quả. Thế khi xảy ra chiến sự trong 2-3 ngày đầu là chúng tôi cứ bắn, khi mục tiêu được trên báo về cần bắn ở chỗ nào thì chúng tôi bắn ở đấy, cho đến khi là bắt đầu được lệnh của tiểu đoàn rút để bảo toàn lực lượng. Vì khi lúc bây giờ khi xảy ra chiến sự thì chúng tôi cũng có cái, tức là các đồng chí giữ mục tiêu này trong một thời gian ngắn nhất sẽ có đơn vị hỏa lực lên. Mà cũng thế, nhưng mà vì cái lực lượng quá mỏng mà bên Trung Quốc thì họ quá đông, tiến đủ phí, không thể giữ được. Thế là chắc là đơn vị cho chỉ huy cho giúp để bảo toàn lực lượng. Thế là xong tôi rút về. Thế còn cái ấn tượng của tôi thì thật ra là lúc bây giờ thì đúng là cũng là người mới lớn, 18-20 đi. Tôi thì lại đi công nhân xong mới đi bộ đội, đi từ cơ quan đi xuống bộ đội. Thế đi một thời gian thì đi nhập ngũ, cơ quan gọi đi nhập ngũ. Thế xong vào thì thật ra là mình cũng qua cái tuổi học trò rồi. Thế xong rồi cũng va chạm công nhân một thời gian rồi, thì đâm ra nó cũng ấy hơn. Thế nhưng mà nó vượt cuộc đời, nó vẫn còn trẻ quá. Khi xảy ra trên quê hương nhà mình lại, gia đình bố mẹ anh bọn em ở đây, người thân ở đây, thật là đúng là rất là ngỡ ngàng, không nghĩ rằng Việt Nam và Trung Quốc đánh nhau lại xảy ra như thế. Cho nên khi xảy ra quá trình, thời gian chỉ có mấy tháng là yên, nhưng mà trong thời gian đấy thì tôi thường nghĩ là mình chắc đánh nhau này là mình chắc không thể trụ được, không sống được. Vì ác liệt này, mình xem các cha ông ngày xưa đi miền Nam chiến đấu, anh nghĩ thì hy sinh rất là nhiều. Thế còn mình thì ở đây thì mình nghĩ là chắc là mình cũng chẳng thể sống được. Đấy. Cho nên là thôi thì cứ tôi không hề sợ. Mãi về sau này khi bắt đầu xuống dưới chốt dưới kia thì hứng những cái trận pháo kích của bên kia ánh sáng, lúc bấy giờ mới thấy là hơi sợ. Vì đang ngồi như này, mọi người đang ngồi ăn cơm trong tiểu đoàn thì pháo nó giải thẳng một loạt, là bắt đầu thấy sợ. Bảo thế này mà giải vào giữa mâm này thì chắc đi hết. Đấy, cái ấn tượng như thế. Thế còn thật ra là nào, mọi người con của quê hương nó qua sau đấy,
sau chiến sự xong thì bình thường năm 92 tôi về Yên Bái xong tôi lại lên Lào Cai thì lúc giờ cầu chưa bắt. Chúng tôi lại nội qua sông, cởi quần dài vắt lên nội qua sông sang bên kia đi mua bia mua gạo các thứ về bên Việt Nam. Bình thường không có gì cả. Thời gian đấy như thế. Đấy là thời gian Trung Quốc, riêng Trung Quốc thì họ làm cũng thời gian làm thoải mái. Mình sang thì được, chỉ có biên phòng bên mình là sang là phải có giấy tờ. Nhưng mà lúc bây giờ tôi cứ lên cửa khẩu cái là vào chỗ phố Tèo cái là sắn quần nội qua sông, bên kia sang kia mua lại về. Lúc giờ nó cũng mới dễ. Chứ nó đấy không, là khoảng năm bao nhiêu? Năm 93 thì đấy, khoảng năm 93. Vì năm 92 tách tỉnh, năm 91 tách tỉnh, năm 92 tôi lên. Bắt đầu năm 93 thì bắt đầu tôi thường xuyên đi sang bên đấy. Thì lúc giờ Lào Cai chưa có người. Cũng mình, sắp bình thường hóa rồi. Sắp bình thường hóa rồi. Cho nên là Lào Cai chưa có người, cả chúng tôi đi lại nó dễ dàng, nó thoải mái. Về sau này thì bắt đầu xây lại cầu, bắt đầu làm các thứ này thì mới có sổ xếp các thứ mà làm chặt chẽ. Thế còn như bây giờ, thế còn thời gian đấy thì là như thế. Thì báo cáo với chị đại diện Liên minh Việt Nam là tôi thì không phải là đơn vị bộ binh để trực tiếp để nhìn thấy những cái lính của người Trung Quốc. Tôi là cách xa, không làm cách xa, vì là pháo, pháo mặt đất cách ít nhất phải dăm ba cây. Vì cái pháo của tôi bắn được hơn 3.000 cây, hơn 3.000 mét, tức là ba cây số đường chim bay. Thế cho nên chúng tôi bao giờ ở đằng sau. Thế nhưng mà lúc giờ chúng tôi ở giữa C1 và C3. Khi bắt đầu chúng tôi bắn hết cơ số đạn và cái thì được lệnh, tức là tăng cường đến C3. Vì lúc giờ C3 đang ác liệt lắm. Đánh nhau mấy ngày trời, súng nổ Mỹ mà quân số cũng bị tiêu hao. Thế khi bắt đầu chúng tôi gác lại khẩu súng cối 82, để lại một số còn đâu là tăng cường đến C3. Và lúc giờ quân số nó mỏng thì tôi được lệnh của các đồng chí chỉ huy, tức là 20m, 30m một người. Còn đâu là tăng cường lên C3. Thế tôi nhớ mãi lúc của tôi với đồng chí Tác, hôm nay đồng chí không đi, với đồng chí Trúc thì hôm nay chồng đồng chí hô mặt, tức là đồng chí Tác thì là đồng chí dùng DKZ bắn bên dưới, là chúng tôi ở trên cái chốt này thì bên dưới là xe tăng cứ chạy ì lìn này. Thế đồng chí Tác thì lúc giờ đêm tối cũng chẳng ngắm được đâu, vì nó vướng trẻ bên dưới cứ theo tiếng xe mà bắn. Đồng chí bắn 7-8 quả, lúc tôi bịt mấy cái khăn mặt đấy vào đây để cho nó đỡ tai, ù tai đấy. Đồng chí bắn không còn ốc máu tai ra. Đấy, còn tôi với đồng chí Trúc thì vác khẩu B41 thì định rủ nhau vào đi xuống để tìm xe tăng bắn. Nhưng mà lại được lệnh là tăng cường lên C3. Thế là thôi, tăng cường lên. Thế lúc lên C3 một cái thì thấy ác liệt quá. Một lúc thì tôi quay lại thì là thấy con lệnh là bảo trên là giúp. Thế là bắt đầu anh em tất cả xuống thì giúp như thế này, là gặp chỉ huy các thứ mọi người, đơn vị ở dưới cầu đen. Thế này. Sau đó đến hôm một tháng thì chúng tôi lại lên lại bắt khi đầu mà lên. Khi mình rút lui có vất vả lắm thôi, cũng vất vả vì này cái đại đội chúng tôi thì một cái nòng cối là 18 cân, một cái đế cối là cũng khoảng 19 cân, mới này một cái chân cối cũng khoảng 18-19 cân, xong lại mỗi người khi đi phải cái cơ số đạn, mỗi làm một cái đoàn gánh như cái gánh tre đấy, bắt đầu mỗi bên 4 quả đạn cối, mỗi quả là 3 cân 8. Thế là xong lại còn ba nô, lại cả AK, lại còn lựu đạn, rất là nặng. Tôi đi cố gắng từ trên cái chốt này mà xuống đến cầu đen tôi đã bãi hết cả người rồi, mà phải ngồi bệt xuống đường tàu để nghỉ. Cái lúc bây giờ nó may là nó còn thanh niên sức khỏe, 18-20 nó khỏe, lúc giờ khỏe. Nhưng chứ còn như đến có tuổi thì nó thì chịu chết, không thể ấy được. Đấy là mình rút chỉ là mang nặng thôi. Mang nặng. Chứ không phải đánh nhau đấy. Và không phải đánh nhau, nếu mà vừa đánh nhau mà vừa ấy thì chắc không. Là người ta còn vừa rút thì còn vẫn phải vừa đánh nhau nữa. Vâng. Rất là cảm ơn anh Trường. Và ngày mai là mình sẽ quay trở lại chiến trường. Vâng. Sẽ quay lại cái trận địa. Hy vọng là tôi cũng sẽ được xem cái trận địa mà anh đã tác chiến trong một thời gian. Từ ngày đến giờ anh có quay lại đấy không? Chưa có gì chị. Vâng. Tôi rất là mong muốn lên lại thăm lại cái chốt của ngày xưa. Hồi xưa mình đã đóng quân và đã có thời gian chiến đấu ở đấy. Nhưng mà từ ngày là hôm nay là 44 năm rồi này, chưa có dịp. Thì ngày mai đơn vị các anh cũng tổ chức cái thế thì rất là mong mỏi và cũng là mong muốn, giống như là có Liên minh Việt Nam đây cũng là đi theo bước chân của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất là vinh dự. Cảm ơn. Cảm ơn chị.
Tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp theo là câu chuyện của cựu chiến binh Trịnh Văn Minh. Xin chào anh Minh. Vâng, chào chị. Vâng, rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình. Xin mời anh. Cũng chào chị. Được xem rất nhiều cái đoạn băng của chị nói về người lính, nhưng mà hôm nay thì đúng là trực tiếp ngồi chị cũng rất là vinh dự. Báo cáo chị, tôi là Trịnh Văn Minh, là chiến sĩ bỏ A7, B3, C1, tiểu đoàn 5 kiên cường. Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1978 và được biên chế vào tiểu đoàn 5 kiên cường. Do cái tình hình biên giới cũng như là quan hệ chính trị phức tạp, năm 1977 số lượng người Hoa gốc Việt bỏ nước rất là nhiều, và người Việt gốc Hoa ở bên Trung Quốc bị chính quyền Trung Quốc xua đuổi về Việt Nam. Qua cửa khẩu biên giới Lào Cai là cửa khẩu Hà Khẩu, tình hình cửa khẩu lúc bây giờ rất phức tạp. Chúng ta đã phải tiến hành rào biên giới bằng tre, bằng dây thép gai. Và có những cái hiện tượng là người Trung Quốc họ đưa người Việt gốc Hoa lên bè để họ đẩy trả về bên Việt Nam. Qua con sông Nậm Thi, và cứ đùn đẩy nhau như thế. Thì nói tóm lại tình hình lúc bấy giờ là căng thẳng, rất phức tạp trên biên giới. Và tiểu đoàn 5 ra đời được cái là sự quan tâm của chính quyền địa phương, và chủ yếu là con em của ba cái thị xã Lào Cai, thị xã Yên Bái và thị xã Cam Đường, cùng với một số con em của các cái huyện lân cận nữa, thành lập lên tiểu đoàn 5 kiên cường với nhiệm vụ là bảo vệ biên giới khu vực thị xã Lào Cai từ cây không Hà Khẩu, cửa khẩu cho đến cây 3 mặt Việt. Thì tiểu đoàn 5 kiên cường thì thành lập thì biên chế thành 4 đại đội, 3 đại đội xung lực là đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 và đại đội 4 là đại đội hỏa lực, cùng với bộ phận tiểu đoàn bộ gồm có B chính xác, B thông tin và vận tải. Thì tôi được biên chế về C1. C1 thì được đóng quân trên pháo đài, đấy gọi là pháo đài. Pháo đài này do người Pháp xây dựng từ trước rồi, rất lâu rồi, mà nó vẫn còn các cái hố châu mai, các cái cụ chiến đấu rất là vững chắc. Nên đơn vị chúng tôi là một trong những đơn vị chủ yếu đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu của địch nếu địch tấn công từ biên giới ra, đấy là C1, và sau đó là đến C2 và C3, còn C4 thì ở phía sau, là C4 là lực lượng hỏa lực chi viện phía sau. Thì C1 là một trong những mũi chủ yếu, xác định ngày bây giờ là mũi chủ yếu. Lúc bây giờ tôi sau khi huấn luyện xong thì tôi được biên chế và được phân công một giữ chức vụ là tiểu đội phó. Thì báo cáo chị là cái năm 79 ấy, chúng tôi là hầu hết ấy, là anh em là tuổi từ 18 cho đến 21, được nhập ngũ và huấn luyện 3 cho đến 5 tháng, sau đó là về xây dựng trận địa. Khi xây dựng trận địa thì chúng tôi đã liên hoàn từ B nọ sang bên kia và A nọ sang kia, nói cụ thể như C1 chúng tôi thì xây dựng trận địa chúng tôi có 3 điểm. Điểm B1 là xây dựng ở phía bên trái, hướng theo hướng phía bắc, là phía bên tay trái là đảm nhiệm là hướng tấn công là của địch ở Hà Khẩu. Còn B3 là B của tôi là chịu trách nhiệm hướng tấn công của địch ở phía đường Hữu Nghị, đường quốc lộ 70 đấy. Còn B2 là đảm nhiệm hướng tấn công ở về phía giáp mới C3. Và các anh chị là khi chiến tranh xảy ra thì anh em chúng tôi cũng đều được huấn luyện rồi, được học chính trị, được huấn luyện kỹ chiến thuật bộ binh, nói chung là cũng
chúng tôi cảm thấy cũng là tương đối đầy đủ, từ cấp tiểu đội đến cấp trung đội là cũng đã được huấn luyện. Và cái việc xây dựng trận địa, chiến hào trận địa là chúng tôi xây dựng cũng tương đối vững chắc. Hào của chúng tôi là rộng 80 phân, cao 1m4, là có thể khiêng thương binh đi trên hào mà địch ở phía trước là không biết nó ngập như thế. Và đặc biệt vì là một cái đơn vị hướng chủ yếu, cho nên là đại đội chúng tôi được tăng cường 2 khẩu pháo, khẩu pháo 57 nòng dài mà các đơn vị khác không có. Cái 2 khẩu pháo này còn hỏa lực còn mạnh hơn cả cái DKZ và cối của cái đại đội 4 hỏa lực. Cho nên là đơn vị chúng tôi là một trong những đơn vị được cái tổ chức bố trí phòng ngự tương đối là về hỏa lực tương đối mạnh, kể cả trung nguyên đại liên là bố trí mạnh. Khi mà chiến sự xảy ra ngày 17 tháng 2 thì lúc bây giờ chúng tôi được tăng cường hết lên chốt rồi, là bây giờ là nó tình rất căng thẳng rồi, mà chúng tôi đã phải ăn nằm ở chốt rồi chứ không còn ở doanh trại nữa. Còn bình thường chúng tôi ở doanh trại là chúng tôi ở trong cái khách sạn Lai Châu, ngày xưa nó gọi khách sạn Lai Châu đấy, là cái điểm đưa đón người khách từ ở nội lên Lai Châu là phải nghỉ đấy. Nhưng bây giờ là chúng tôi đã phải ra chốt ăn nằm ở đấy rồi, tức là chúng tôi đã phải nằm ở chốt rồi, nằm ở hào rồi chứ không được nằm nhà nữa. Mà cơm nước là sẽ được mang người ăn rồi. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 thì quân địch nó pháo kích. Nó pháo kích không phải là nó nhỏ giọt một vài quả, mà nó ồ ạt pháo kích. Chúng tôi là giáp vào đường biên, như B thôi là B3, là cách quốc lộ 70 50m, và ra coi cách biên giới có 50m thôi. Mà tất cả hầu như là pháo nó đều qua, bắn qua đầu cái trận địa C1 của tôi về phía sau nhiều lắm, cứ diu diu treo treo nó qua đầu chúng tôi về phía sau, như chạy gà rồi nhà máy điện, nhất nhà máy điện chúng tôi thấy chớp nhằm nhiệt nhà máy điện rất nhiều. Nó bắn nhà máy điện là phải đến tầm khoảng 2 tiếng sau thì mới bị mất điện. Thì trong cái trận đấy thì chúng tôi thì hầu như là anh em còn trẻ. Tất nhiên là trong cái cuộc chiến thì cũng có những lúc nọ lúc kia, nhưng mà lúc bây giờ thì chỉ nghĩ sao là hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày 18, khi báo kích hết vào ngày 17, sang ngày 18 thì địch bắt đầu tổ chức tấn công bằng bộ binh. Lúc bây giờ là cái rạng sáng ngày 18 thì địch nó có tổ chức xe tăng từ Bản Việt chạy ra dọc quốc lộ 70 về phía thị xã Lào Cai. Lúc bây giờ nó đêm nó thanh vắng, mà cái tiếng xe tăng bây giờ như bây giờ mình nghe lên nhiều tiếng lớn, nhưng ngày bây giờ có nghe thì tiếng máy nổ lớn bao giờ đâu. Nên tiếng xe tăng chúng tôi cảm thấy nó chạy, cái động cơ nó nặng lắm, nó ầm ĩ, nó chạy, nó tiếng nó vang mà đèn pha nó sáng. Thì chúng tôi được lệnh là, cá nhân tôi được lệnh là mang súng B1 xuống cái tổ chiến đấu ở giáp với lại cái ụ chiến đấu ở quốc lộ 70 để chi viện, để bắn tăng. Thì tôi và anh Thân được lệnh là mang súng B41 xuống. Tôi thì vác súng, còn anh Thân thì cầm 4 quả đạn tăng cường mang thông cho cái ụ chiến đấu đó. Sau đó là chúng tôi lại được lệnh phải quay về để phòng ngự luôn. Thì báo cáo chị, khi về đến đơn vị, về đến cái vị trí chiến đấu của mình, cái hào chiến đấu của mình, thì thấy xe tăng nó đến đấy và cái ụ chiến đấu ở dưới quốc lộ 70 cũng là lúc mà bắn vào chiếc xe tăng cháy. Tức là mình mang súng và đạn xuống kịp đấy. Xuống kịp, mang bởi xuống vì nó rồi. Chưa đến nơi, chưa đến nơi, nó còn cách một cây nữa. Mình mang xuống đấy xong rồi mình quay về. Quay về ụ chiến đấu, thì một lúc sau thì đơn vị ụ chiến đấu họ đã bắn được cháy xe tăng. Bắn cháy xe tăng, bắn cháy cháy đầu tiên. Cái thứ hai cũng đi đến gần nơi và cũng bị bắn cháy. Tên lính xe tăng nó mới nhảy ra khỏi xe tăng, tức là nó chưa bị chết, nó bị cháy, chắc là bắn vào cái bình dầu cái gì đấy, nó cháy thôi. Thì nó cháy sáng lắm,
lúc là nó còn đang mờ sáng, nó rất là sáng, thì tên lính Nha Trang nó mới nhảy ra nó chạy biên giới Trung Quốc, chạy biên giới thì nó mắc vào cái bờ rào ngày rào mình rào cao 1m4, chỗ đấy nhận được rào dây thép gai không phải rào tre, thế nó bắt đầu nó nhảy ra bờ rào, nó bước qua hàng rào, nó trèo qua bờ rào, nó sang thì chúng tôi trận địa, nó cách có 50m của tôi bắn thì nó chết, nó nằm gục, nó vạch bụng vào dây thép gai rồi nó nằm gập xuống. Đấy là tên lính Tăng đấy. Thì đấy là một trong những thời điểm mà chúng tôi cảm thấy là không bao giờ quên, không thể nào quên được. Cùng trong một cái khu vực của tiểu đoàn, nhưng mà như vậy là cái lính bộ binh nó xuất hiện cũng như là xe tăng ở những cái thời điểm rất khác nhau. Bởi vì như là lúc nãy mà mấy đồng đội trước có chia sẻ ấy, thì ngay cái hôm 17 là xe tăng đã xuất hiện rồi. Nhưng mà chỗ của anh thì lại mãi 18 mới có xe tăng. Mình có nhầm không? Có thể là tôi nhầm, nhưng mà sự việc nó diễn ra là như vậy. Và cái về sự thời điểm này. Thời điểm thì tôi không ghi nhật ký. Có thể sẽ nhầm. Không ghi nhật ký. Vâng, bởi vì không là ghi nhật ký. Nhưng sự việc nó diễn ra thì là như vậy. Vâng. Rạng sáng là 17. Cũng có thể là thời điểm mình sau đấy thì anh có cái chỗ trận nào mà mình giáp lá cà không? C1 chúng tôi thì bởi vì cái địa thế từ chúng tôi xuống dưới đường nó dốc, lúc bây giờ thì nó chỉ hô và nó thổi kèn, nó ở dưới đường nó hô nó thổi kèn nhưng nó chưa thể lên đến đơn vị chúng tôi được, mà chúng tôi cũng chưa được, tức là nó ở dưới chân còn mình ở trên, đúng ở trên nhưng mà ở một cái đàn đi rất dốc. Tôi cứ nghe tiếng thổi kèn và chúng đi rất to, nhưng mà nó chưa thể lên đến trận địa chúng tôi như ở C3, như ở C3 là chưa đến nơi. Nó cũng khó mà lên nổi được ấy. Cũng chưa thể, chắc là nó cảm thấy khó khăn quá, nó cũng chưa dám lên. Nó phải chọn một cái địa chỉ. Thế còn bị C3 thì nó lên đến tận chiến hào. Lên tận chiến hào. Còn C1 tôi thì chưa lên được đến nơi. Thì cái đấy là thực tế ở đấy thì có thế nào thì mình kể lại đấy thôi. Sau cuộc chiến tranh năm 19 thì tôi cũng được cử đi học sĩ quan. Anh có tham gia bên Vị Xuyên không? Bên tôi Hải Sĩ Duyên, tôi tham gia từ 84-87. 83-84, 3 năm thì nó ở cái địa bàn nào? Tôi Hà Giang thì tất luôn. Từ Thanh Thủy đến Cốc Nghè rồi sang đến tận Quản Bạ. Nhưng tôi hoạt động chủ yếu ở Quản Bạ. Bởi vì chúng tôi là lực lượng cái trung đoàn đặc công của quân khu. Cho nên là tiểu đoàn tôi thì đang có nhiệm vụ là đi bắt tù binh nhưng lại đánh địch ở sâu trong lòng địch, cho nên là tôi hoạt động chủ yếu bên đấy, bên Quản Bạ luôn, sâu bên trong. Còn cái mặt trận ở Thanh Thủy chúng tôi cũng vào 6/5, tôi cũng lên tham gia chiến đấu cùng anh Bùi Thế Điếm, sư đoàn trưởng 356, nhưng mà chiến đấu ác liệt thì tôi chưa dựng trận ở đấy. Thế là anh ấy giao nhiệm vụ, anh bảo là phối kết hợp để đánh 6/5. Thì chúng tôi đi trinh sát, bảo cái này đặc công khó đánh lắm, bởi vì nó lúc nó bắn trắng hết ra rồi, lúc nó bắn pháo trắng hết ra rồi, mình đi nó không bí mật được, nên là cái nhiệm vụ không phải.